mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh The MC Channel. Một tháng trở về từ tâm dịch nước Ý, Song Hye Kyo cuối cùng cũng đã đối diện với nhan sắc thật gây xôn xao và dấu hiệu thật là đáng mừng. Song Hye Kyo cuối cùng đã lộ diện sau một tháng im ắng khi trở về từ tâm dịch Ý. Một tháng trôi qua kể từ ngày hiện tại của sự kiện diễn Fashion Week ở tâm dịch Covid-19 Milan, Ý. Cuối cùng, nữ minh tinh Song Hye Kyo đã lộ diện. Bức hình được bạn thân Song Hye Kyo chụp ảnh tại nhà riêng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của công chúng. Trước đó, fan rất lo lắng cho tình trạng của mỹ nhân này sau khi trở về từ vùng dịch. Trong hình ảnh có thể thấy rằng Song Hye Kyo rất khỏe mạnh, làn da ửng hồng, căng bóng, không có dấu hiệu đáng lo nào. Cô cũng diện đồ thể thao khỏe khoắn bên chú chó cưng. Không ít fan vui mừng đoán rằng nữ diễn viên đình đám đang cố gắng tự bảo vệ sức khỏe bằng cách đi tập thể dục cùng bạn thân và cún cưng. Nhan sắc đời thường chẳng cần son phấn của Song Hye Kyo cũng khiến dân tình dậy sóng. Ai mà ngờ được rằng mỹ nhân này đã bước sang tuổi 39. Song Hye Kyo đầy sức sống, da mặt nhẵn mịn hồng hào. Cô còn diện đồ thể thao cùng bạn và chó cưng vận động thể thao để rèn luyện sức khỏe giữa mùa dịch. Trước đó, Song Hye Kyo im ắng một tháng để tự cách ly khi trở về từ tâm dịch Milan, Ý.